đằng sau những thành công có được trong mùa giải năm ngoái của Liverpool, đóng góp từ hàng thủ là điều không thể phủ nhận. Đó là lý do Van Dijk, Robertson và Alexander-Arnold đều đã có mặt trong đội hình hay nhất Premier League 2018-19, được bầu chọn bởi chính các cầu thủ của giải đấu, cũng như đội hình hay nhất do UEFA bình chọn. Tuy nhiên, bước vào mùa giải năm nay, đã có một chút vấn đề xảy ra đối với niềm tự hào của các cổ động viên Liverpool. Trong 3 trận đã đấu, Lũ Đèn Đỏ chưa một lần bảo toàn nguyên vẹn mành lưới với tổng số 4 bàn thua phải nhận. Sự sa sút này có lẽ không chỉ đơn giản bị chấn thương của Alisson và những sai lầm từ kẻ đóng thế Arian, mà đó là vấn đề của cả một hệ thống. Như chính cựu hậu vệ Jamie Carragher vừa chia sẻ trên Sky Sports, với những gì mà Liverpool đã thể hiện trong mùa giải năm nay, có thể thấy họ đã thi đấu với một đội hình rất cao. Tôi không chắc lắm, nhưng có vẻ như Liverpool đang cố đặt ra những tình huống bẫy việt vị trong các trận đấu của mình. Liverpool đã thực hiện thành công không chỉ một tại Premier League mùa giải năm nay. Tuy nhiên, tôi không thích điều này. Tôi nghĩ đã có chút may mắn dành cho họ trong các tình huống đó. Liverpool vẫn chưa bị trừng phạt, đơn giản vì họ chưa phải đối mặt với những đối thủ thực sự đẳng cấp. Thực tế, chính bản thân huấn luyện viên Klopp cũng đã xác nhận, trong giai đoạn đầu của mùa giải, bạn luôn phải tìm cách giành chiến thắng trong trận đấu. Đó là tất cả những gì bạn phải làm. Rõ ràng với chiến lược gia người Đức, ưu tiên vào thời điểm này đó là những bàn thắng, chứ không phải đảm bảo sự chắc chắn bên phần sân nhà, và một vài sai lầm là điều được phép xảy ra. Với 3 chiến thắng liên tiếp có được, đến lúc này những quyết định của Klopp vẫn đúng, nhưng khi phải đối mặt với một đội bóng sở hữu hạng công mạnh như Arsenal, đặc biệt là sau sự xuất hiện của Nicolas Pepe, liệu chiến lược gia người Đức còn muốn tiếp tục mạo hiểm dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng nữa hay không? Cần biết rằng tổng các bàn thắng mà bộ đôi Aubameyang và Lacazette có được trong mùa trước là 35 bàn, đứng thứ 3 tại Premier League, chỉ sau Mane, Salah và Aguero, Sterling. Chưa kể pháo thủ dường như cũng đã tìm được cho mình nhạc trưởng mới nơi tuyến giữa với Dani Ceballos. Tân binh đến từ Tây Ban Nha đã chơi rất ấn tượng trong ngày ra mắt khi đóng góp 2 kiến tạo giúp pháo thủ vượt qua Burnley với tỷ số 2-1 vào cuối tuần qua. Vậy trước một đối thủ có khả năng công thành đáng gờm như Arsenal, Liverpool sẽ có phương án đối phó thế nào? Hãy cùng chờ xem câu trả lời của Klopp vào thứ Bảy này.